đi ôm cô rồi ra đây à? À, được, cái này chúng ta cũng phải đọc được tình huống ạ. À, cái một sơn rồi. À, cái nó đang là chúng ta nói rõ ràng, số lượng chúng ta là. Thì đoàn tất nhiên là phải kết thúc, nhưng mà cái điều đã không diễn ra là thiếu đó là. À, cái nó đang là chúng ta phải kết thúc, nhưng mà cái điều đã không diễn ra là thiếu đó là. Thì nếu mà một đoàn phải chơi tốt, chúng ta phải kết thúc. Just try to press because even they step still have four players below. In front they have to press. Try to put behind the defense line or inside. Guys. Thắng hay là như thế nào nó nhiều yếu tố. Người bạn là đội tuyển, mình phải cạnh tranh vị trí. Bắt luôn mạnh các vị trí, em phải đấu tranh vị trí. All the position. Thắng đâu? We have to fight. Đừng bao giờ nhớ là two national team play with each other. Cuộc chơi nó chỉ có một trận thôi. It's only one game. Quyết tâm lên. Let's go. Only one game more.